Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình hộp vít bót nhé. Hộp vít bót xịn sò. Đây, nguyên bộ sản phẩm các bác sẽ có đầy đủ các cỡ vít này. Đây là về cái phần thông số coi nhá. Trong một cái hộp này thì các bác sẽ có rất là nhiều các đầu vít. Đếm không xuể được các bác này. Vít 4 cạnh này, 2 cạnh này, hoa khế và lục giác. Đầy đủ cho các bác nhé. Và sẽ có một cái điểm lối dài đấy nữa. Đây. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn nhé. Đấy, khi mà các bác sử dụng xong thì nó sẽ có hộp đựng như này. Rất là gọn gàng nha các bác, làm không lo bị rơi vãi nhá. Đây. Đấy, về cái phần thông số này. Mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Với cái sản phẩm này thì các bác có thể là sử dụng cho từ máy pin cho đến máy điện, rất là thuận tiện nhá. Trong này có rất là nhiều các đầu vít này. Đầu vít này thì nó ngắn nhá, ngắn gọn. Đấy, và trên này nó đều dập nổi hết này. Đấy, đây là T40 này. Dập lối hết luôn các bác nhá. Đây là một cái đầu hoa khế. Ngoài ra là các bác sẽ có một cái lối dài này nữa. Nếu như mà các bác muốn gọn gàng thì các bác dùng như thế này. Không thì các bác dùng thêm cái lối này nhá. Các bác có thể lắp được vào các con máy khoan pin hoặc là khoan điện. Từ máy bu lông 201 mà có lỗ lục giác. Hoặc là máy đầu chuyên vít hoặc là máy đầu kèo các nhá. Đây để em sẽ cắm thử vào con này là con bu lông 201 của X2 và đồ Hukan. Đấy, khi mà em đút một cái là trong này nó có 5 châm nhá, nó đã hút. Hút ngay con vít rất là chắc vào đây rồi. Đấy, rút ra rất là khó á, không thể rơi được các bác nhá. Đấy, rút ra rất là khó luôn. Nếu như mà các bác mà không dùng đầu lối á, rút cái này là các bác phải có kìm này. Những cái con máy mà nó có 5 châm hút nhá, là các bác phải dùng kìm mới gắp được nó ra á. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thêm một cái đầu chuyển này nhá. Mỗi một hộp vít nó sẽ có một cái đầu chuyển nối dài như này luôn. Đây. Các bác có thể lắp vào cái đầu chuyển này. Rất là ok. Đó, các bác thấy không ạ? Rất là tiện luôn nhá. Các bác lắp qua một cái đầu chuyển này thì nó sẽ dài hơn ra. Đấy, các bác sử dụng để bắn vít. Rất là thuận tiện. Và cái này nhá, cái hàng này nó là hàng xịn, cho nên là các bác dùng thì nó rất là bền. Độ bền của nó cực kỳ là cao luôn. Đó. Vít nào cũng như vậy hết. Đây, tất cả những cái vít này nó đều ngắn như thế nhá. Đấy, các bác dùng rất là tiện. Các bác có thể sử dụng mà khi mà những cái con ốc mà nó ở trong những cái vị trí khó, vị trí sâu thì các bác có cái bộ vít này rất là ok nhá. Ngoài ra có một cái lối dài này nữa. Đấy, cái lối dài này bên em cũng có cái lẻ luôn ở bên ngoài. Các bác mà có nhu cầu mua riêng một cái lối này bên em cũng có. Đấy, các bác mà quan tâm muốn sở hữu cái hộp vít bốc này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai nhá. Hay đầu số điện thoại thì em có để trên màn hình đây ạ. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc số thứ hai là 0989458200. Khi mà các bác quan tâm có nhu cầu muốn đặt hàng thì các bác hãy alo trực tiếp, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm ạ. Đấy thì hôm nay thì cái sản phẩm Vitbot này nhá, thì em sẽ tri ân cho các bác nhà mình. Đấy, nguyên một hộp như này ạ. Nguyên một hộp như thế này, em sẽ gửi tới tay cho các bác nhà mình. Với cái mức giá là 230.000 đồng sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Chỉ với 230.000 đồng là các bác đã có thể là sở hữu một hộp vít bốc rất là xịn sò. Và hôm nay thì cái con Hukan X2 bảo đồ bu lông của Hukan X2 bảo đồ, con này là hàng có phụ kiện nhá. Em còn một bộ nữa, cho nên là em sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình. Giá là 1.400.000 đồng cho một bộ nhá. Có một bộ duy nhất thôi, sẽ chốt cho bác nào mà nhanh tay nhất. Bác nào mà đang quan tâm thì liên hệ bên em nhá. Và tiếp theo là hôm nay là đây, cái con máy Maita này nhá. Đây là con Maita 13 ly có chổi than. Đấy, con này thì hôm trước thì rất là nhiều các bác quan tâm luôn. Vừa qua thì cũng rất là nhiều bác đặt cái con này. Tuy nhiên là hôm nay là có một cái con này nó bị quay đầu về. Bởi cái lý do là có một bác khách hàng bác đặt rồi, nhưng mà khi mà hàng tới nơi á, hàng tới nơi là bên em ghi sai số điện thoại của bác, cho nên là không liên hệ được. Nên là quay đầu về nhé, em còn một bộ nhá.
cho bác nào nhanh tay nhất này, một bộ duy nhất thôi, xả kho lỗ vốn cho các bác giá 700.000 đồng nhá. Đây, con này là con Mayta 13 ly. Đó, con này thì nó chạy động cơ có chổi than quá nhá. Động cơ có chổi than, pin trâu này, chân pin phổ thông. Các bác đi theo máy là có hai quả pin trâu và một cái sạc bàn như này. Máy là chạy động cơ có chổi than và ba chức năng này, có búa khoan tường, điều chỉnh được 18 cấp độ trượt, đầu kẹp kim loại tự xếp 13 ly. Đấy, hôm trước là em có 5 con em xả kho thanh lý cho các bác. Đấy, rất nhiều bác quan tâm nhưng mà nhiều bác vào sau là không đặt được hàng. Có đúng một bác này đặt rồi mà bác ấy bị sai.